Dạo phố hot girl xinh đẹp cố tình diện nội y khoe vòng một. Mới đây, những hình ảnh hot girl Priyanut Chokhapuak, người Thái Lan, khoe vẻ đẹp bốc lửa, gợi cảm gây được sự chú ý lớn. Nguồn ảnh: IG. Trong những bức ảnh được lan truyền, Priyanut Chokhapuak diện quần jean kín đáo nhưng lại phối với nội y áo màu đen, khoe vòng một gợi cảm khi dạo phố. Bên cạnh những bình luận khen ngợi nhan sắc xinh đẹp của hot girl Thái Lan, cũng có nhiều bình luận tiêu cực. Những bình luận này cho rằng Priyanut Chokhapuak đã bất chấp việc làm xấu đi hình ảnh của bản thân, cố tình mặc hở hang để tăng sự nhận diện, thu hút thêm sự chú ý. Những bức hình để lộ nội y của cô nàng đã làm bay biến cảm tình của nhiều người qua đường dành cho hot girl bấy lâu nay. Trước đó, bộ ảnh với tông hồng của Priyanut Chokhapuak từng được tung hô trên nhiều diễn đàn, trang mạng. Mọi người đều cho rằng cô nàng có vẻ đẹp hệt như thiếu nữ truyện tranh hay búp bê Barbie. Dạo quanh trang cá nhân của Priyanut Chokhapuak, có thể thấy được phong cách thời trang của cô nàng khá bánh bèo nhưng cũng gợi cảm. Hot girl thực sự biết cách phối đồ làm nổi bật nét quyến rũ của mình. Nếu được đầu tư nhiều hơn, chọn hướng đi sáng suốt hơn, có lẽ Priyanut Chokhapuak sẽ tiến xa hơn nữa. Hiện tại, dù quả thật có nổi tiếng hơn, nhiều người theo dõi hơn nhưng dường như cô nàng cũng đang phải chịu những tai tiếng, bia miệng dai dẳng.